Tên mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 1 đến câu 62. Đức Giêsu sai 12 tông đồ đi giảng. Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rủ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Vua Herode và Đức giê -xu. Tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói ông Joan, chính ta đã chém đầu rồi vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-xu. các tông đồ trở về Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều các tông đồ trở về thuật lại cho Đức Giêsu những việc các ông đã làm người đem các ông đi riêng với mình lui về thành kia gọi là Bethsaida. Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo người. Người tiếp đón họ, nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức giê -xu thưa người rằng, Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức giê -xu bảo, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật, có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức giê -xu nói với các môn đệ, anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ, Đức giê -xu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa, họ bảo thầy là ông Doan Tẩy Giả nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi, còn anh em, anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa, thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất người còn nói con người phải chịu đau khổ nhiều bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy điều kiện phải có để theo đức giê xu rồi đức giê xu nói với mọi người ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngữ đến trong vinh quang của mình của chúa cha và các thánh thiên thần triều đại Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải chết trước khi thấy nước Thiên Chúa. Đức giê -xu hiển dung. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức giê -xu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gioan và Giacobê đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông mô và ông Elia. Hai vị hiện ra, rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức giê -xu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức giê -xu, ông Pharaoh thưa với người rằng, Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái liều, một cho Thầy, một cho mô và một cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì, ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông khi thấy mình vào trong đám mây các ông hoảng sợ và từ đám mây có tiếng phán rằng đây là con ta người đã được ta tuyển chọn hãy vâng nghe lời người tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình đức giê xu còn các môn đệ thì nín thinh và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Đức giê -xu chữa đứa trẻ bị kinh phong. Hôm sau, Đức giê -xu và ba môn đệ ở trên núi xuống, có đám đông dân chúng tới đón người. Bỗng có một người đàn ông từ trong đám đông kêu lên rằng, Thưa Thầy, tôi xin Thầy đói nhìn đứa con trai tôi, vì tôi chỉ có một mình cháu, thế mà quỷ nhập vào cháu, khiến cháu bỗng dưng la lên, vật mình vật mấy, xùi cả bọt mét. Và khó lắm nó mới chịu rời cháu, bỏ cháu lại đó mà mệt nhừ. Tôi có xin các môn đệ thầy trừ tên quỷ đó, nhưng các ông trừ không được. Đức giê đáp ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà tôi phải ở cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ông đem cháu lại đây đứa trẻ đang tiến lại thì quỷ vật nó xuống và lai nó thật mạnh đức giê xu quát mắng tên quỷ ô uế chữa đứa trẻ và trao lại cho cha nó mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của thiên chúa Đức giê -xu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức giê -xu đã làm, người nói với các môn đệ, Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nợp vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa, nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Ai là người lớn nhất trong các môn đệ? Một câu hỏi chợt đến với các ông. Trong các ông ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông. Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỷ, ông Gioan lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ." chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy đức giê xu bảo ông đừng ngăn cản người ta quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta một làng miền samari không đón tiếp đức giê xu khi đã tới ngày đức giê xu được rước lên trời người nhất quyết đi lên jerusalem người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhân dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Jacobi và ông Gioan nói rằng, Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức giê -xu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Đức giê -xu đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thương người rằng, Thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Người trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu đức giê xu nói với một người khác anh hãy theo tôi người ấy thưa thưa thầy xin cho phép tôi về trông cất cha tôi trước đã đức giê xu bảo cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ còn anh anh hãy đi loan báo triều đại thiên chúa một người khác nữa lại nói thưa thầy tôi xin theo thầy nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức giê bảo, ai đã ra tay cầm cài mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời chúa. Lạy chúa Kitô, người khen chúa.